Minh Đệ Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đệ Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ năm ngày 25 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Quý Mùi tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Dương Liễu Mộc ngày Quý Mùi tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm Dương Liễu Mộc kỷ tuổi Đinh Sửu Tân Sửu ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi kỷ Dậu Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành Mộc Cục, xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Vậy tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Và các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Nguyệt Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Lộc Khổ tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Ích Hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Minh Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Thiên Tặc gió đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Sao Nguyệt Yếm Đại Họa gió đối với xuất hành, giá thú. Sao Cửu Không kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương. Sao Quả Tú gió đối với cưới hỏi. Sao Phủ Đầu Sát kỵ về khởi công, động thổ. Sao Tam Tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Và đặc biệt ngày 25 tháng 5, tức là ngày 7 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Tam Nương Sát xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 25 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 5 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy ngày gặp cục diện Tý Mùi tương hại, báo hiệu người tuổi Tý trong hôm nay có thể phải đối mặt với nhiều chuyện không như ý muốn. Công việc dễ gặp trục trặc, liên tiếp vướng phải những khúc mắc không đáng có, ảnh hưởng đến tiến độ ban đầu. Bản mệnh đang bị kẻ tiểu nhân tìm cách cản trở trên con đường phía trước. Những kẻ đó ghen tị với những thành công mà bạn đã và đang đạt được nên sẽ bày ra những cái bẫy để con giáp này sụt hố, đánh mất những gì mình đang có nếu như bất cẩn. Thực thần chiếu mệnh, bù đắp lại cho những mệt mỏi trong ngày hôm nay của những chú chuột bằng tài chính ổn định. Tiền bạc không quá rủng rỉnh, thế nhưng cũng đủ chi tiêu cho những nhu cầu cần thiết khiến bạn rất an tâm. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, công việc trục trặc, không như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, tiến độ công việc trì trệ do những khúc mắc không đáng có. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, tiểu nhân tìm cách ngáng trở do lòng ghen ghét, đố kỵ. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ, tránh vì một phút bất cẩn mà đánh mất những gì mình đang có. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc, tài chính ổn định, yên tâm chi tiêu cho cuộc sống. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc,
đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 22, số 70, số 12. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Sửu gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất Sửu mùi gây cản trở vận trình nên cần hết sức tránh những cuộc cãi vã, xích mích để không tạo bất lợi cho bản thân về sau. Đừng chỉ vì vướng mắc chút chuyện nhỏ đã nhảy dựng lên khiến mọi việc càng thêm rối ren. Bù lại, sự xuất hiện của thiên ấn tạo đà cho những chú trâu có thể nâng cao chuyên môn của bản thân để có thêm cơ hội nhận về những trọng trách lớn hơn trong thời gian tới. Hãy cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, bạn sẽ thấy mình nắm bắt được những điều còn thiếu sót nhanh hơn. Thổ khí vượng không phải dấu hiệu tốt cho sức khỏe của con giáp này. Bạn nên chú ý ăn uống điều độ, lành mạnh để tránh gây sức ép cho dạ dày. Thường xuyên ăn không đúng bữa hay bỏ bữa sáng sẽ khiến bạn phải trả giá đắt khi sức khỏe sụt giảm đấy. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nên tránh các cuộc cãi vã, xích mích. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có thể tự gây bất lợi cho bản thân vì để ý những điều nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa có cơ hội nâng cao chuyên môn để đảm nhiệm các trọng trách. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm của người đi trước. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc chú ý ăn uống điều độ và lành mạnh. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 20, số 70, số 11. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Ngày mới được chính tài nhập cục mang tin vui về tình hình tài chính cho người tuổi Dần. Mọi chuyện đều diễn ra như những gì bạn suy tính. Khả năng phán đoán nhạy bén và tài nhìn xa trông rộng khiến sự nghiệp của bạn ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu nhập nhờ vậy cũng được cải thiện đáng kể. Nhân lúc tài lộc đang vượng, những chú hổ có thể suy nghĩ thêm về việc đầu tư phát triển để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở. Chớ để tiền bạc nằm ở một chỗ lâu ngày mà không được dùng đến, vô cùng lãng phí. Thổ mộc xung khắc là dấu hiệu cho thấy đường tình duyên giữa con giáp này và nửa kia không được bền chặt cho lắm. Người ấy không hiểu và thông cảm cho những vất vả bạn đang phải chịu đựng mà chỉ biết trách móc rằng bạn thiếu quan tâm tới người ta. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tài chính đón tin vui, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nhờ sự nhạy bén và tài nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, có thể suy nghĩ thêm về việc đầu tư để tiền bạc sinh sôi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ tình cảm nhiều trục trặc, đôi lứa không hiểu nhau. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, người ấy thường xuyên trách móc thay vì thông cảm. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 70, số 10, số 55. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày thứ 5 này, được cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh, mang tới cát khí cho người tuổi Mão trong hôm nay. Nhờ vậy, bản mệnh có thể thong dong, thoải mái, rất nhiều chuyện tốt sẽ tìm đến bạn. Có thể xem đây là cơ hội để phát triển sự nghiệp,
công danh tốt nhất dành cho bạn, cố gắng nắm bắt thật chắc nhé. Lại thêm thiên tài đứng bóng, đường tài lộc của con giáp này cũng có nhiều may mắn và hanh thông. Hầu hết đều phát tài nhanh bằng nghề phụ, có người còn trúng thưởng bất ngờ. Với những ai đang có ý định mở rộng kinh doanh thì thời điểm này khá thích hợp. Mộc thổ khác nhau, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang đứng trước bờ vực rạn nứt do đôi bên còn có quá nhiều điều che giấu với nhau. Cả hai đều chưa sẵn sàng chia sẻ những điều thầm kín nhất cho đối phương khiến nghi ngờ cứ thế nảy sinh. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, cát khí lan tràn, nhiều chuyện tốt tìm đến. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, có cơ hội để phát triển sự nghiệp, công danh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, đường tài lộc hanh thông, có dấu hiệu phát tài nhanh. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, có thể nhân cơ hội mở rộng kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, tình cảm rạn nứt do những bí mật thầm kín. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 58, số 20. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận thấy chính ấn xuất hiện trong vận trình, thực sự là cơ hội tuyệt vời để con giáp tuổi Thìn bắt tay vào dự án mới mẻ, táo bạo nào đó. Tuy nhiên đừng quên tính toán đến những nguy cơ tiềm ẩn cũng như tính khả thi của kế hoạch để đạt được hiệu quả tốt nhất bạn nhé. Dù có vấp phải trở ngại cũng đừng vội nản chí. Muốn thành công, bạn cần một quá trình phấn đấu, rèn luyện, bởi không có thành công nào đến sau một đêm cả. Cứ bền bỉ cố gắng, rồi thành quả xứng đáng sẽ đến với bạn. Ảnh hưởng của thổ khí vượng trong ngày hôm nay có thể gây tác động không nhỏ đến sức khỏe của con giáp này. Bạn nên tránh tâm lý chủ quan cho rằng chỉ là bệnh vặt vãnh, nên đi thăm khám để có biện pháp chữa trị sớm. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, có cơ hội thích hợp để bắt tay vào các dự án mới mẻ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, đừng quên tính đến tính khả thi của kế hoạch. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, muốn thành công cần quá trình phấn đấu và nhẫn nại. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, thành quả xứng đáng sẽ đến với người luôn bền bỉ nỗ lực. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, tránh tâm lý chủ quan coi thường bệnh tật. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 25, số 66, số 12. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày mới được chính tài nâng đỡ, người tuổi Tỵ có một ngày tiền bạc dư giả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn. Đối với người làm kinh tế, kinh doanh, đầu tư nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, bạn cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư giả. Hỏa sinh thổ, quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn chẳng thiếu những đối tượng theo đuổi. Bạn nên nghiêm túc với chuyện tình cảm và lắng nghe trái tim mình để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, nhận được khoản lãi lời khả quan. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, dự đoán được xu thế của thị trường. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, hãy chân thành trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao.
Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 26, số 76, số 12. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Vận trình ngày mới, dưới tác động tích cực của cục diện ngũ hành, Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt, người tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù bạn có là nhân viên mới đi nữa, bạn cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Bạn cũng chớ nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bạn còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai nữa đấy. Hỏa sinh thổ, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa bởi vốn dĩ thì người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn, chỉ là bạn không nhận ra tình cảm đối phương đang dành cho mình mà thôi. Hôm nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, chinh phục được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nhanh chóng hòa nhập với môi trường. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy thử sức trong những công việc mới. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nhận ra người thật lòng với mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 09, số 18, số 96. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Mùi hôm nay có thiên ấn che chở, cho nên đường công danh, sự nghiệp nhờ vậy có nhiều khởi sắc. Những nút thắt trước đó không ai giải quyết được nay được bản mệnh bền bỉ tìm cách tháo gỡ nên đã được xử lý gọn gàng. Thêm vào đó, ngày này được cấp trên đánh giá cao khả năng ứng biến cũng như phát huy năng lực tiềm ẩn của con giáp này và có thể sẽ giao thêm trọng trách cho bản mệnh trong thời gian tới, tạo bàn đạp cho sự thăng tiến trong tương lai cho bạn. Thổ khí vượng cho thấy ảnh hưởng của ngoại cảnh tới sức khỏe của bạn. Sức khỏe có thể nảy sinh một vài vấn đề nếu như bạn quá bừa bãi trong việc chăm sóc bản thân. Nên duy trì kỷ luật nghiêm ngặt, nhờ thế tình hình mới có thể được cải thiện sức khỏe tốt hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công danh sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tháo gỡ được nút thắt chưa ai mở ra được. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, được cấp trên đánh giá cao về khả năng ứng biến và phát huy. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có thể được giao thêm trọng trách, tạo bàn đạp thăng tiến về sau. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có thể gặp vấn đề về đường tiêu hóa nên thăm khám kịp thời. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 14, số 72, số 21. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Hôm nay, gặp kiếp tài án ngữ trong vận trình của người tuổi Thân, điều này làm cản trở đường làm giàu của con giáp này. Chuyện làm ăn buôn bán của bản mệnh không mấy thuận lợi do những chú khỉ không thực sự chú tâm, dễ đánh mất cơ hội kiếm tiền vào tay người khác. Thậm chí, nếu không cẩn thận, con giáp này còn có thể gặp họa phá tài vì sự cả tin dẫn đến quyết định bồng bột của mình. Tiền bạc không dễ gì kiếm được,
Đừng để tài sản vất vả tích góp bỗng tan thành mây khói, khi đó có hối hận cũng chẳng lấy lại được. Thổ sinh kim, trái ngược với những bất lợi trong tài chính, chuyện tình cảm của người tuổi thân đang rất ổn định. Có thể hôm nay bạn sẽ được người ấy an ủi và chia sẻ sau những nỗi buồn vì tiền bạc mất mát gây ra. Quả là điều may mắn khi mà bên cạnh luôn có một người luôn yêu thương và quan tâm tới mình như vậy. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, đường làm giàu gập ghềnh, khó thu được lợi nhuận. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, dễ đánh mất cơ hội kiếm tiền vào tay người khác do thiếu chú tâm. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, có thể gặp họa phá tài vì sự cả tin, quyết định bồng bột. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, đừng để tài sản vất vả tích góp tan thành mây khói một cách đáng tiếc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, tình cảm suôn sẻ, luôn được người ấy yêu thương và quan tâm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 11, số 70, số 03. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới, lời khuyên cho người tuổi Dậu trong hôm nay là cần phải suy nghĩ linh hoạt hơn trong công việc của mình, nhất là khi có Tỷ Kiên chiếu mệnh. Có những lúc sự cứng nhắc sẽ khiến bạn mất đi cơ hội để thể hiện tốt năng lực của mình và khiến cấp trên không hài lòng cho lắm về biểu hiện của bạn. Sự quyết đoán cũng là điều mà những chú gà cần phải cải thiện. Khi cơ hội đến, bản mệnh phải nhanh chóng đưa ra quyết định kịp thời, đừng do dự quá lâu để cơ hội vụt qua mất. Đôi lúc một chút máu liều sẽ giúp bạn đạt được nhiều lợi ích hơn mình nghĩ đấy. Ngũ hành tương sinh tạo điều kiện thuận lợi cho vận trình tình duyên của con giáp này thêm phần thuận lợi. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái và quen biết thêm những người bạn có thiện cảm. Người đã có đôi thì tận hưởng không khí ngọt ngào bên những người thân yêu của mình, cảm giác hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, nên suy nghĩ linh hoạt hơn để công việc thêm phần suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, sự cứng nhắc có thể khiến cơ hội vụt qua mất. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, cần phải nhanh chóng cải thiện sự quyết đoán, tránh do dự quá lâu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, đôi khi cần một chút liều lĩnh để đạt được những điều mình muốn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, đào hoa nở rộ, tình duyên thắm sắc. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 07, số 77, số 11. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới, gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại, chuyện tình cảm rối ren là điều khiến người tuổi Tuất vô cùng đau đầu trong hôm nay. Những khúc mắc chưa được giải quyết càng khiến tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài, hai bên đều buồn bã và suy sụp nhưng chẳng ai chịu là người xuống nước trước. Mọi chuyện vốn bắt nguồn từ những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt nhưng lại không được giải quyết kịp thời nên mâu thuẫn càng ngày càng leo thang, phá vỡ hạnh phúc mà bạn và người ấy đã cất công xây dựng bấy lâu. Tình yêu cả hai dành cho đối phương vẫn còn đấy, nhưng lại chưa đủ để vượt qua cái tôi cá nhân của mỗi người. Bù lại, trong ngày được chính ấn tương trợ, giúp sức cho công việc của con giáp này tiến triển khá tốt. Bản mệnh không cần phải chứng minh năng lực với bất cứ ai, bởi thành quả của công việc đã là thước đo chính xác nhất rồi. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tình cảm rối ren do chiến tranh lạnh kéo dài. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, khúc mắc tồn tại trong tình cảm từ lâu nhưng không được giải quyết kịp thời. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, hạnh phúc rạn nứt trong nháy mắt khi cái tôi chiến thắng tình yêu dành cho người kia. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, công việc tiến triển tốt, hiệu suất ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy,
thành quả là thước đo tốt nhất cho năng lực của bản thân. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 99, số 05. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày mới được, cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh, giúp cho vận trình của người tuổi Hợi có nhiều thuận lợi, mang đến những điều kiện thuận lợi cho chuyện tình duyên của con giáp này, đặc biệt là các bạn còn độc thân. Đào hoa khởi sắc, bản mệnh có thể được người thân hay bạn bè giới thiệu cho đối tượng tâm đầu ý hợp, dễ dẫn đến hôn nhân. Con giáp này nên mở lòng mình, đừng mãi chôn chặt tình cảm sau những vấp ngã quá khứ. Chuyện gì qua thì hãy để nó qua đi, con người ta sống vì hiện tại và tương lai chứ chẳng ai nhìn mãi về phía sau mình. Tuy nhiên, thương quan giáng họa nhắc nhở bản mệnh nên cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, chú ý hoàn cảnh xung quanh để có cách cư xử thích hợp. Đừng lúc nào cũng nghĩ gì nói nấy một cách vô tư nhưng không đúng nơi đúng lúc sẽ khiến làm xấu tiếng tăm và hình ảnh của bạn. Công việc khi đó cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đường tình duyên có nhiều điều kiện thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, người độc thân có thể được giới thiệu đối tượng thích hợp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nên nhìn thẳng về phía trước thay vì sống mãi trong quá khứ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chú ý lời ăn tiếng nói cho phù hợp với hoàn cảnh. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, ăn nói vô tư, thiếu suy nghĩ có thể làm xấu đi hình ảnh của bản thân. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 24, số 83, số 17. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.